Vâng, em Lê Gia Hồng xin kính chào mọi người. Chúc mọi người trong một ngày Chủ nhật cuối tuần vui vẻ. Và kính chào 142 người đăng ký kênh YouTube của em và những người mua hàng ủng hộ em. Và chúc tất cả mọi người, cô dì chú bác trên toàn Tổ quốc an lành, hạnh phúc và bình an. Thì ngày hôm nay em học Lê Gia Học ở Thuận An, Bình Dương, buôn bán nhỏ lẻ về vấn đề hàng mini, hàng nội địa của Nhật. Sẽ giới thiệu với các bác, các anh, các chị, cô dì chú bác một sản phẩm mang thương hiệu của Victor, model là QX1 đấy. Và dàn này thì một thời rất là hot, tức là nó đẹp đấy, là nói chung về cái mẫu này. Còn cái dàn của em thì là nói riêng đấy. Thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần, em sẽ nói sơ qua về cái dàn này của em, là về cái ngoại hình cũng giống như là chức năng. Thì về phần ngoại hình cũng thường lệ như bao cái dàn khác của em, thì em sẽ đo kích thước tổng thể, chiều cao, chiều rộng, chiều dài và hậu sâu cho mọi người được hiểu hơn về cái ngoại hình của cái dàn này của em, và cũng là cái thương hiệu của cái model này. Đấy, thì trước tiên là em đi về cái phần ê căng, thì dàn này của em thì nó mới, em chưa có vệ sinh gì, thì khi mở trong bọc ra thì nó đã như thế này rồi. Đây, cho nên là về phần ê căng nó cũng mới. Đây thì em có quay ở trên video để cho mọi người, anh em tham khảo. Đấy, và ê căng hai cái thì màu xanh đi theo cái nền của cái đầu là đầy đủ. Đấy. Cái thứ hai là về cái chiều ngang của cái dàn này, thì bác nào nó phù hợp cho bác gái, hoặc là cho phòng ngủ cho hai vợ chồng, hoặc là để trưng làm phòng khách nó nhỏ gọn, hoặc là có một cái hộp tủ mà nó 50 hoặc là 46 47, thì lấy cái mặt này, lấy cái dàn này về là bỏ vào là vừa khéo. Thì dàn này của em nó là ngang 43,6 và chiều cao là 20,5, và chiều cao của đầu là 20,20, và hậu sâu của loa là 21 tính cả ê căng, và hậu sâu của đầu là nó 32,9 32,8. Đấy. Và phần ngoại hình nữa, thì cái dàn này là vuông thành sát cạnh, có một đôi loa là thiết kế rất là độc đáo và nhỏ gọn và rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp. Còn mặt sau của nó đây, cả hai chiếc đều như nhau. Màu trắng bạc, trắng đục, rất chắc chắn. Đấy. Đấy, thì về cái phần chức năng một chút xíu nữa rồi em sẽ đi mở nhạc để cho anh em ta nghe cuối tuần và thẩm âm của cái dàn này. Thì về cái phần chức năng của cái dàn này nói riêng và nói chung của cái dòng này, của cái model này, là UX KX1 của thương hiệu Victor, thì nó sẽ xài những chức năng như sau. Đây, một là CD. Đấy, CD thì là em bấm nó ra như thế này. Đấy, là em vào. Đấy. Cái thứ hai là MD thì em bấm nút này là nó ra, em đang bỏ sẵn đĩa trong này rồi.
Đấy, thì bây giờ em nhấn nó vào để chút xíu nữa. Khi mà để cho các bác những người đỡ bỡ ngỡ thì xài cái MD của Việt Nam này, người ta sao chép người ta bán, anh em sao chép nó bán rất là nhiều. Anh em có mua thì chọn những cái thương hiệu, những cái chỗ nó uy tín để ta mua. Đấy, thì bỏ cái mặt lõm này, đường 80 độ này quay về bên dưới, thì là bỏ nó vào là bên tay phải mình. Đấy, là cứ thế là bỏ vào thôi. Đấy. Cái thứ hai là chức năng của cái này nó là dùng táp. Đấy, táp. Táp tức là băng của ngày xưa. Đấy. Cái thứ ba là, thứ ba là về vấn đề là FM. FM thì cái dàn này thường thường của cái Victor này là nó sẽ xài full. Full chức năng FM là 180 độ, tần số MHz là bắt hết đài Việt Nam. Bắt hết đài Việt Nam. Đó. Thứ tư nữa là AUX. AUX thì cái dàn này là nó có một cổng in và cổng out, tức là một cổng ra và cổng vào. Thì cổng vào là cổng này, là xài cho điện thoại, máy tính và laptop. Thì hiện tại em đang mở sẵn rồi. Đấy. Và nói riêng cái dàn này của em á, thì hiện tại nó là nó sẽ xài là CD, MD, còn tab thì là chạy nó bị rối băng. Mình lau chùi nữa là nó sẽ chạy. Nhưng mà em thì tính như là em bán hàng thì em tính như là không chạy. Đó. Còn FM á, thì em chưa có dò. Thì chỉ cần một cái dây FM rất rẻ, chỉ cần một cái dây thép thôi, mình cắm vào cái đường sau của cái cần, là cái cần anten thôi, là nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy. Đấy, nó sẽ chạy. Thì các bác về các bác cứ cắm vào là nó sẽ chạy thôi. Đó. Thì sau đây là em sẽ đi test về vấn đề là CD. Đấy, thì CD em đang bỏ cái CD của Đan Nguyên này vào. Đấy, thì em sẽ test một cái dàn này. Và giá của hiện tại của cái dàn này, và trước khi em bán hàng hay em gửi đi cho mọi miền á, thì em sẽ test trong vòng 6 đến 7 phút về mọi chức năng và những cái xài điện, để cho những người mua hàng của em là không bị tránh bị bỡ ngỡ, và cũng test giống như thế này. Đấy là về những cái phần thành phần chức năng chạy được và em cũng nói rõ. Do đó cho nên là cũng cảm ơn những người bác, người cô, người chú mà đã xem được trong YouTube của em và đã mua ở những kênh YouTube của em rất chi là nhiều sản phẩm. Và những ngày qua thì YouTube của em á, thì nó cũng phát triển tương đối, tức là một ngày được khoảng 15 đến 20 lượt đăng ký kênh của em. Thì em một lần nữa em xin chân thành và cảm ơn, và chúc các bác, các cô, các dì, các chú cũng giống như các anh, các em là may mắn và an lành. Thì em sẽ đi mở về vấn đề là CD. Thì khi cho CD vào đây rồi á, thì các bác, các cô, các chú là nên nhớ là chúng ta phải bấm vào cái trò CD này, thì nó sẽ reading và nó sẽ hát. Và lên thì em sẽ cho volume lên. Đấy, là em sẽ cho volume lên là nó hát CD. Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sống rộng đường dài cạnh nhà nếu... Và cái này là CD, thì khi không nghe nữa thì em ta bấm YouTube. Đấy, thì em sẽ đi test hết, xong rồi em sẽ quay lại em mở nhạc. Còn cái này là cái nút này này này, cắp lốc này, đê me này là cái nút chỉnh màu. Chỉnh màu, màu xanh, màu xanh, màu trắng. Rồi là tất cả những cái màu là chúng ta muốn chỉnh màu nào, cái màu nền của nó là chỉnh ở đây. Chỉnh ở đây. Đấy, thì còn MD hồi nãy em test thì nó chạy. Màu sao không biết sao nó lại cứ ra này, đấy, nó vào. Đấy, nó vào thì bây giờ em sẽ bấm sang MD. Đĩa MD này nó không có nhận, em thử đĩa khác.
Nhưng mà đây thì hiện tại bây giờ ông lại ăn test thì được, nhưng mà không biết sao để em kiểm tra lại. Giờ nó không có nhận nữa. Đấy thì có sao em, hàng của em có sao thì em nói như vậy, đẹp thì em bảo là đẹp, mà không đẹp thì em bảo là không đẹp. Đấy, nên MCD thì nó chạy, thì bây giờ em mời các bác nghe qua cái AUX in đi một chút nhạc cho nó ấm. Đây là AUX. Trong bóng ai những đêm về cô đơn, còn gì chớ nhớ hay chỉ là nỗi nhớ xót thương phần mình, sao tình duyên lắm phù phàng, nụ cười trên môi hay lệ sầu quên mi, góp cho đời mình sao còn nhiều. Rồi em xin tạm dừng video ở đây. Đấy, em đăng lên thì bác nào, anh nào, chị nào thấy được, các em thấy được các anh thì ủng hộ em đem cái sản phẩm này về để chúng ta trưng Tết và nghe Tết nha. Và chúng ta sử dụng cứ bình thường điện 110 thì thực tế là nó rất là bền. Đấy, cho nên các bác cũng không phải lo. Và trước khi em gửi đi hoặc em bán ấy, thì em sẽ test video và đồng thời là em sẽ hướng dẫn sử dụng những cái gì em biết. Còn nói về audio, nói về âm thanh ấy, thì nó nhiều, mà sửa được thì mới gọi là audio. Cho nên em không dám lấy thương hiệu của em là audio, mà em chỉ bảo là em là người bán lẻ. Không, vậy em chào các bạn.